Bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho hai em Bentley và Tom. Trời ơi, bên làm tập khởi động lại cho nó đúng một bài về nhà coi mà mình luyện tập mỗi buổi sáng cho hơi thở với các động tác tay chân của mình kết hợp hòa quyện vào nhau là một để cho mình bơi giỏi trở thành người cá luôn chứ không có làm ếch nhái ảnh hương bồ tọt gì nữa nha. Rồi, nâng chân lên hít hơi vào, nâng chân trái lên trước, xoay cổ tay cổ chân, 1, 2, 3 hạ chân xuống, thở ra nhẹ ra bằng mũi. Rồi nâng chân phải lên, hít hơi vào, xoay cổ tay cổ chân, rồi hạ chân phải xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Nâng chân trái lên, hạ miệng ra, hít hơi vào đàng hoàng như to, xoay cổ tay cổ chân, hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Rồi mời bạn Helena vô tập trung với các bạn. Rồi Helena vô luôn. Lại nha. Rồi, nâng chân trái lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, xoay cổ tay cổ chân, hạ chân trái xuống, thở bằng mũi. Nâng chân phải lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, xoay cổ tay cổ chân 3 lần, hạ chân phải xuống, thở nhẹ ra bằng mũi nha. Làm như vậy 10 lần nha. Helena làm tốt lắm nè. Tôm nè, cái miệng trơ luôn nè, cái miệng không có hít thở gì hết nè. Đó, tôm tốt rồi nè. Rồi Bentley nè, giỏi nè. Rồi hạ xuống thở ra mũi. Tập xong 10 lần rồi, dương vai lên, duỗi thẳng người lên phía trước, nhón chân lên, ưỡn ngực lên, hít hơi vào một cái nữa. Rồi xong hạ xuống, thở nhẹ ra bằng mũi, hạ tay xuống nha. Rồi bài tập khởi động tiếp theo là chúng ta sẽ ngồi xuống, mấy em cùng nhau ngồi xuống. Bạn học bơi mà chuẩn bị bơi từ ếch sang người cá thì cũng phải tập như vậy. Rồi, hai cái tay chống xuống nước, hai cái tay dịnh xuống nè, hai cái tay để xuống thành hồ nè, hai cái tay để xuống đất, xong chưa? Trời ơi, Tâm thoải mái quá vậy, ngồi giữa luôn hả Tâm? Rồi bắt đầu nha. Rồi nâng chân lên, hít hơi vào, rồi lắc nhẹ, lắc chân lên cái, 1, 2, 3, 4, 5 hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Nâng chân lên, hít hơi vào, chân 1, 2, 3, 4, 5 hạ chân xuống, thở ra bằng mũi nha. Lặp lại, nâng chân lên, hít hơi vào, 1, 2, 3, 4, 5 hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Nhớ hít thở cho đúng, làm 10 lần, đủ 10 lần thôi, nghỉ. Rồi 10 lần đủ chưa? Rồi bạn Helena, ở đây bạn nào muốn học trở thành người cá? Bạn Helena là thành người cá rồi, riêng bạn Tom và bạn Ben là chưa thành người cá. Đúng rồi, cấp độ nằm nạp bự à, bự thiệt bự. Đúng rồi, cấp độ nằm nọc bự, còn đây là cấp độ nằm nọc con, mới vừa đẻ ra luôn, mới bể trứng. Rồi qua đây, qua đây. Bạn Helena người cá phải tập bài này. Hạ người xuống, hạ miệng ra, hít hơi vào. Hạ miệng ra, hít hơi vào. Mấy em làm không được hả? Thôi thôi, nhìn tôi làm mẫu. Hạ miệng ra, hít hơi vào nè. Rồi duỗi người xuống, nhón chân chườn người lên phía trước, rồi đưa người lại vị trí ban đầu, thở ra bằng mũi. Rồi hạ xuống, hít hơi vào, chườn người lên phía trước. Thầy. Rồi làm lượt. Rồi các bạn vô làm đi. Làm lại, hạ xuống, hít hơi vào, chườn người lên phía trước, thở nhẹ ra bằng mũi. Tập như vậy cho cái sống lưng của mình nó khỏe lên, cái người nó lượng cho nó tốt. Đó, lưng xuống, ngực lên, trường người lên phía trước, rồi đưa người lại vị trí ban đầu, thở ra bằng mũi nha. Đây là bài tập khởi động của người cá, có gì mấy em về coi thêm ở trên mạng nha. Tường đã đăng rất nhiều rồi, mấy bạn tập cũng rất là nhiều rồi, riêng ba em tập quá xấu, có thể là do ba em cái tay nó chưa có được khỏe.
Rồi bài tập tiếp theo của người cá. Đứng xoay người lại, duỗi thẳng tay chân lên. Đúng rồi. Đó. Em vô làm chung với mấy bạn. Ngồi xuống nước nó lạnh lắm. Nè. Nè. Chân vô. Thả miệng ra hít hơi vào chưa? Rồi nâng mông lên. Duỗi thẳng người lên phía trước, thở ra bằng mũi. Rồi làm lại nha. Rồi. Thở ra bằng mũi. Đúng rồi. Rồi, làm lại 8 lần nữa đi. Hạ gối xuống, khép sát chân lại, hạ gối xuống. Tôm, rồi, nâng mông lên tôm. Rồi, duỗi thẳng người lên, tôm. Rồi, thở ra bằng mũi. Giỏi. Rồi, Helena. Đúng rồi, Helena đúng là người cá, làm rất đẹp. Ồ, có đi học múa không? Múa đẹp thế. Rồi, tới phiên, Ben, làm. Ben múa gì kỳ vậy Ben? Khép sát chân lại Ben. Rồi, hạ gối xuống, nâng mông lên, duỗi thẳng người lên, thở ra bằng mũi nha. Lúc mà co gối lại là hạ miệng ra hít hơi vào nha. Hạ miệng ra hít hơi vào. Đúng rồi, giỏi. Rồi, Tom làm lại cái nữa nè. Tom. Hạ gối xuống, hạ miệng ra hít hơi vào. Hạ gối xuống, hạ miệng ra hít hơi vào. Rồi nâng mông lên, duỗi thẳng người ra, thở nhẹ ra bằng mũi nha. Rồi mấy bạn bây giờ xuống nước. Tập. Bây giờ Helena xuống nước. Tập với bạn Luna bơi người cá tay một nhịp nha. Nhưng mà cái tay Helena kéo nước đúng chưa? Kéo tay lại sao? Đúng rồi. Như kéo tay là hả miệng ra hít hơi vào nha. Rồi úp mặt xuống. Rồi qua tập với bạn người cá Luna đi. Rồi bạn Tom và bạn Ben sẽ cùng tập cùng nhau. Hai bạn thấy nóng quá đúng không? Mình đi vô chỗ mát mình tập. Rồi tới thở hơi ra. Rồi kéo tay ngẩng mặt lên. Khi hít vào thì hít hơi vào thật là sâu. Khi thở hơi ra, thở ra ít thôi nha. Rồi nhớ là cái tay em phải lúc nào cũng phải nổi ngang và cao ngang trên mặt nước nha. Thì em mới không có bị chìm xuống nước được. Đúng rồi. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào, úp mặt xuống, tiếp 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay, ngẩng mặt lên. Tiếp 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay. Rồi bây giờ mình nhớ bài này nha. 1, 2, 3, thở hơi ra. Kéo tay. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ê, em giống như con gà bị chuỗi lông vậy. Gà đã cánh giống cánh gà quá. Cái tay nè. Cái tay gì đây? Mình đưa tay về đây. Còn hai em này cứ tập tiếp. Hít hơi vào. Úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hạ miệng ra. Hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hạ miệng ra. Hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hạ miệng ra. Phạt nè, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, nhớ chưa? 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Nhớ chưa? Dễ nhớ không? Nhớ không? Vậy là động thì mấy em phải nhớ hít hơi vào, úp mặt xuống. 1 2 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Nhớ không? Quá dễ đúng không? Vậy là tay thở đã xong rồi. Bây giờ bạn Helena được tự do. Helena xuống bơi với chị này. Helena sẽ bơi như thế này. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Rồi đế, rồi lắc nhẹ đuôi, đếm 1 2 3, thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng mặt lên. Ha.
rồi hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên, lắc nhẹ đuôi đến 1, 2, 3, thở mũi ra. Lắc đuôi nhẹ thôi, lắc bằng cái eo á, chỉ cần lắc nhẹ thôi nha. Hả? Lắc vậy là lắc lắc bụng, múa bụng chứ không phải lắc vậy. Lắc đuôi nè, nhẹ thôi nha. Hít hơi vào rồi nổi đuôi lên, lắc nhẹ đuôi rồi đếm 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên. Luna kèm cho Helena bơi. Rồi mấy bạn kia đâu rồi? Mấy bạn người cá kia vô bơi, 4 bạn cùng một lúc bơi song song với nhau. Em lớn nhất đúng không? Ai đây ai lớn nhất vậy? Rồi em nha, hướng dẫn mấy em bơi cùng với nhau, bơi đều, canh chừng cho bạn Helena nha. Bạn Helena bơi yếu nhất, em nhớ hết rồi đúng không? Lắc nhẹ đuôi một cái đếm 1, 2, 3 rồi thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên ha. Kiểm tra lại hai em ngồi xích lại với nhau, thuộc bài mới được. Nâng tay lên, hít hơi vào, 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay qua ngẩng lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. Wow, này nó giỏi, giỏi quá, đúng là siêu mẫu à. Đếm 1, 2, 3 đâu Ben, 1, 2, 3 quên hả? Hít hơi vào, úp mặt xuống, 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Rồi tới phiên em làm. Ben xong, xong một bài. 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay qua, vẽ một vòng tròn, vẽ một vòng tròn đưa về trước ngực nha, chứ không phải là rụt tay lại mà là đưa tay. Cái này là động tác đưa tay qua là kéo nước ha, kéo nước. Rồi 1, 2, 3 úp xuống, 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay qua, ngẩng mặt lên, rồi úp mặt xuống. Rồi em giỏi rồi, bây giờ em sẽ kết hợp thở trong nước. Rồi xuống đây, đem mắt kính vô, làm như vậy, ngồi ngồi giống như ngồi ghế ở đây nè, rồi tập thở như vậy. Rồi Ben đâu rồi? Ben vô đây ngồi chung với bạn tập cho bạn đỡ buồn. Vô đây tập hai em nha. Ngồi xuống, ngồi xuống, từ từ ngồi xuống, ngồi ghế. Rồi tập thở nước cái tay như vậy cho đúng nhớ. 1, 2, 3 nha Ben, đừng có làm vội nha Ben, làm vội là thua đó. Đúng rồi, cái tay cho đúng. Đúng rồi, hít vô sau, nổi người lên đã. Hít vô sau, nổi người lên đã, tay ngang mặt. Đúng rồi, kéo tay qua nhấn xuống, hạ mình ra. Đúng rồi, lắc nhẹ đuôi nữa Helena, quên lắc đuôi hả? Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên rồi lắc nhẹ đuôi, rồi đếm 1, 2, 3 rồi thở ra, kéo tay ngẩng mặt lên nha. 1, 2, 3 làm vội quá Helena. Helena làm bị vội quá. Helena làm bị vội. Tập bơi một nhịp chung lại nha. Nè, duỗi thẳng chân tay là lắc nhẹ đuôi rồi đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi, rồi thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, thở ra bằng mũi xong rồi mới kéo tay, chứ không có co cái tay lại trước, hiểu không? Làm lại, hít hơi vào, úp mặt xuống, ngẩng người lên. Rồi lắc nhẹ đuôi, lắc nhẹ đuôi. Rồi 1, 2, 3 thở mũi ra, rồi kéo lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, rồi nổi người lên, rồi lắc nhẹ đuôi, lắc nhẹ đuôi cái đã. Rồi đếm 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên, rồi ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Đúng rồi, nhớ không? Nhớ lắc nhẹ đuôi nữa nha. Lắc trước mới thở. Ờ đúng rồi, lắc trước xong rồi đếm 1, 2, 3 rồi mới thở, nhớ chưa? Giỏi rồi, Helena giỏi rồi. Khi nào mà em quên cái hơi, khi nào em quên cái hơi thì em lấy tay vuốt nước qua lại. Vuốt nước qua lại, vuốt nước để ngẩng mặt lên, hít hơi vào, 1, 2, 3 úp mặt xuống.
ngẩng mình lên. Rồi, lắc nhẹ đuôi. Rồi, lắc nhẹ đuôi, thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên. Đúng rồi. Rồi, lắc nhẹ đuôi. Thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên. Đúng rồi. Rồi, lắc nhẹ đuôi. Thở mũi ra. Rồi, Helena tốt rồi nè. Trời ơi, sao mấy em mỗi người bơi một nẻo vậy? Người cá gì kỳ vậy? Người cá phải bơi theo bầy đàn nha, không có bơi riêng rẽ nha. Trời ơi, các bạn cá xuống quá trời luôn kìa. Các bạn cá xuống dữ vậy? Các bạn cá xuống đi du lịch hả? Dạ. Yeah. Đông vui quá ha. Helena bơi. Mấy em tập trung bơi đều với nhau nha. Lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3. Thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên ha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bơi đợi mấy em nhỏ nha. Mấy chị bơi nước quá. Nước từ từ thôi mấy chị. Rồi xong, bỏ con nhỏ luôn rồi. Con nhỏ làm live show một mình. Bơi đồng đội mà. Đồng đội gì kỳ vậy? Nhớ nha, mấy người cá bơi đồng đội là mình phải để ý bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh bơi sao mình phải bơi vậy, nhưng mà phải đúng nhịp. Thank you.